Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo này các bạn này. Đấy, hai thằng Mau Mau kia. À, anh ơi, xin chào anh trai nhá. Hôm nay ở quê mình nó rất là mưa luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn ra ngoài trời thế nào. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hôm nay nó tự nhiên nó rất là mưa, đổ mưa to luôn xuống này. Các bạn anh em mình không đi làm một clip những cái vùng u ám trong sâu cho các bạn xem được các bạn. Mà hôm nay anh em mình ở nhà đang ngồi đây chưa biết gì, ngồi nói chuyện với các bạn một chút thôi. Nhưng mà không biết nói chuyện gì được. Mà không biết làm món gì được nhỉ. Vì thời tiết nó quá là mưa luôn. Vì ở quê mình đợt này nó đang là nắng rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay lại có một cơn mưa này là chúng ta làm dịu mát, đánh tan cái cơn nóng ấy các bạn nhá. Hết nóng chưa anh em, hết nóng chưa? Hết rồi. Anh Sơn ơi. Sao? Đừng đi ra chỗ nào cùng quay nữa, giờ ở nhà quay Tteokbokki. Quay cái gì? Có cái gì không? Có, đây em thấy em hai gói ở đây. À. Đây, đây anh Sơn ơi. Đâu. À. Đây. Đây có hai gói Tteokbokki các bạn ạ. Đấy. Tteokbokki không phải top. Ừ. Tteokbokki. Đâu? Đấy, cho các bạn xem này, đấy. Đấy này, anh em mình xuống. Đây cho thất đây. Úi sờ như đấy, ba chỏ. Các bạn nhìn ông ba chỏ kia cúi đầu xuống. Xin chào ông ba chỏ. Đấy các bạn ạ, vậy này anh em mình không có, bây giờ sẽ tranh thủ là mưa gió và anh em mình sẽ làm món Tteokbokki các bạn nha. Để ăn trong lúc mưa gió này. Bây giờ anh em chuẩn bị cái vật liệu đi. Ok. Cho ớt không? Ok. Có ớt đi gì? Ok. Đấy. Yêu các bạn rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký để giúp anh em mình nha các bạn nha. Để đạt lên cố gắng 10.000 sub thì đợt này anh em đang cố gắng phấn đấu đấy các bạn. Anh em chuẩn bị ớt này, nguyên vật liệu này. Và bây giờ anh em mình sẽ đi làm Tteokbokki. Ok. Let's go các bạn, theo mình nha. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Nay không mưa gió nữa, anh Phúc đang khấn khởi là không phải đi đúng không? Không phải đi. Đấy, anh em mình bây giờ sẽ chuyển món Tteokbokki này các bạn ở nhà luôn nhá. Để cho anh em nó ăn này, trong lúc mưa gió nhá. Đó nắp rồi chưa nào? Em chuẩn bị xong rồi chưa? Chảo xong đâu? Rồi. Chảo đây, chuẩn bị đập đi chơi đánh nhau anh chưa nào? Về đánh mà nhau thôi, này. Thôi đánh nhau làm gì, bây giờ anh em chỉ đánh nhau với Tteokbokki thôi các bạn ơi. Đây mình có súng này. Đâu, ớt đâu, bỏ ớt đây xem nào. Ớt cực mạnh luôn. Đây, mình sẽ cho hết vào này số ớt vào các bạn nhá. Cho nó cay, nó cho phê nó cay, tay nó phê luôn. Phúc cung cung đúng không? Đúng rồi anh Xuân. Thôi bây giờ anh em mình sẽ chuyển thôi nhá. Đây anh em quay cho tôi để tôi sẽ đạo diễn. Ok, cậu Bình không quay được không? Cậu Bình không quay được nữa. Các bạn bố cào. Ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ làm món Tteokbokki để cho bọn trẻ ăn này. Đi. Đây, nguyên liệu của nó đây. Ớt. Mình sẽ lấy hành này. Phải có hành nhá. Hành tỏi. Xì thơm chất mừng đây. Giờ mình nằm đầu bếp thay anh Xuân nha. Anh Xuân đang quay cho mình. Còn anh Bình Gôn. Bình Gôn ấy hả? Bây giờ anh Bình Gôn sẽ bốc mấy cái này vào. Bốc được hành, bốc hành nhá. Bốc hành cái tỏi gì. Đó, đúng rồi. Nhanh lên. Cho bé nửa đi, cho nhỏ nửa đi. Ồ. Anh rồi, đây. Em biết cho rồi. Cho đây, bây giờ mình sẽ đi. Đây.
cho cà chua vào, gọn đã nào. Cho hết bốc vào thôi, không cần dao nữa, bốc vào thôi. Hôm nay tôi sẽ để cho hai thanh niên này làm chỗ tài đầu bếp nhá. Đi hết thành mỡ tỏi đây. Cà chua tạo nha các bạn. Mình sang nước sốt, được chưa? Các bạn hiểu không? Em hiểu hết nhá. Đây là anh Phúc đầu bếp chính, anh Bình đây đầu bếp phụ nhá. Cho vừa thôi, không có cay là lúc đấy không ăn được nhá. Thôi cho cắt lửa luôn nhỉ. Không, cho mình cầm luôn cái đấy xong lấy dao hất vào. Đây, ớt. Có phải không, có cay này. Thôi cho thêm tí nữa. Chắc cay quá. Mình cho này vào đống kia. Cho vào tí nữa. Hạt vào đấy, mình dao cho anh rửa hết đâu đấy, cả dao nữa. Các anh tự làm đầu bếp này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh và các anh tự xử lý thành đầu bếp chuyên nghiệp, đúng không? Các anh cứ chịu khó làm đầu bếp nhá. À, đấy, cho tương ớt vào, cho tương ớt nhá. Lấy phòng rửa đi mình, lấy phòng rửa đi, có ớt cay. Cái dao này này, cái này làm ăn lợi, cái nào cũng thật. Mà mặn, cho cái ấy lại không được, cho cái này không được. Đi thôi, tách cái nước đi nào. Anh Xuân cho tương ớt vào. Ừ, đi hành tỏi lên. Tạo thành nước sốt các bạn nhá. Đấy, siêu cay, đấy, nó đã bốc đi, hắc hết vào mũi này. Đau quá. Thôi. Nó có cho hết cái chai cơ. Đang nào còn hơi ít anh Xuân ạ. Đấy này cho hết. Thôi bây giờ mình sẽ đi vứt tương ớt để anh Xuân xào hộ mình. Ừ, được rồi, tôi sẽ xào hộ cho anh. Đây mình sẽ làm nước sốt. Phê không anh Xuân? Quá ngon luôn đấy, đây nước sốt thì đâu. Đây nước mắm nhé các bạn, nước mắm quá thơm. Nước mắm nhà mình à anh Xuân? Đúng rồi. Đây là nước mắm nhà mình đi mua đấy. Cho một tí nước mắm nóng thơm được. Thơm quá anh Xuân ạ. Tteokbokki này anh em mình đã cho. Trần qua này, đây là tteokbokki phô mai cho mọi người nhá. Phô mai với lại tteokbokki trắng. Tteokbokki gạo không, tteokbokki phô mai. Nó có hai loại đấy các bạn. Bạn nào anh cho không? Gì đấy? Mình cho tí mì đây. Đây. Đây, bạn lấy cho tôi. Đấy. Giờ cái nước này mình sẽ đổ. Tại nước sốt cực kỳ ngon luôn. Tteokbokki ở Hà Nội cô Thảo gửi về cho nhà mình đấy các bạn. Đây, rồi là nó đổ hết rồi. Wow, nó đấy. Anh đổ hết à? Anh Xuân đang trộn đấy các bạn ạ. Anh Xuân ơi. Vâng các bạn ơi. Vậy là món tteokbokki à? Tteokbokki. Ngồi về cho, ngồi về thôi. Cái dép đây đây. Hôm nay trời nó mưa các bạn, anh em mình làm ở nhà nhé. Chúng ta ngồi luôn đây, sơi luôn. Mình ngồi bệt xuống. Đây các bạn. Vậy là cái món tteokbokki của anh em mình đã làm được ok nhá. Rất là ngon luôn các bạn này. Nhìn này. Cái này là tteokbokki phô mai các bạn. Trong này nó có cả phô mai luôn này. Đấy, tteokbokki phô mai luôn. Không phải là... Hai loại. Đây là tteokbokki thường này. Thôi, anh em mình mời mọi người nhé. Thưởng thức món tteokbokki nhá. Mời bạn nha. Anh Bình mời các bạn chưa? Em rồi. Mời sơ đây. Đây là bánh gạo thường này. Ừ. Cảnh thế hả? Ăn được không Bình Gôn? Có. Hơi cay không? Nè. Vẫn còn cay. Bình ăn được không? Tốt. Đây là phô mai này các bạn này. Tteokbokki phô mai. Yeah. Đây dạ. Làm ơn. Anh em vậy à? Anh Xuân ăn nào. Ăn. Cái phô mai này trong là nó có cái nhân phô mai mọi người. Phô mai nó thơm mùi phô mai nhiều bạn nhỉ. Hai bạn ăn có thấy không? Mình sẽ ăn cái ớt nha. Cái này nó là tteokbokki gạo không. Thật cải, cải lắm mình. Cái này nó làm gạo nếp hay sao nhỉ? Hay hồi xưa nhá. Không. Đang là thi cuộc thi ăn chịu cay tteokbokki. Không làm không ăn được. Thua cuộc. Nước là say bụng tải. Wow. Ôi giời, nó làm gạo nếp kìa một. Cái gì à? Yeah. Ai xin đồ hàng thì nói đồ hàng nha. Ăn ngon phép bình nhỉ. Bình Gôn ăn thế mà, đúng không?
Thì cho ăn nè, ăn lại nha. Cho ăn lại thằng nữ ăn phật vãi. Ăn lại. Đây. Damn! Bạn ăn thì bạn căm đấy, đúng rồi. Nào ăn vậy à? Há mồm chờ sung rụng nhỉ, bình ngôn nhỉ. Này Xuân, em đút cho thật nè, không đùa đâu. Mới làm thì mới có ăn, không làm rồi có ăn thì ăn cho một kiểu nha. Cái đầu gối à? Đầu gối, xúc hết từ gà, các kiểu. Ừ. Nóng quá, kinh cay quá, tắt hết mồm mũi. Bây giờ ông Bình ăn món tô bơ kỳ này ăn no chưa? Hôm nay ăn nhá, thấy chưa? Cay mày ăn. Ăn nói chung là ăn ớt nhiều đây các bạn, cay, chảy hết nước mũi này. Phúc vừa nâu rồi à? Bình nâu. Cay tút hết mồm. Một cái đũa ra. Ừ, đũa hàng bạn. Đây, bạn ăn không? Bạn ăn nữa thì bạn ăn, mà bạn không ăn nữa thì bạn nách đi con bà nòi nữa. Cái gì? Bạn bảo bỏ cái đũa ra. Bảo anh ơi, bỏ cái đũa ra. Bỏ cái đũa ra. Ừ. Còn anh ăn, ăn anh không ăn được thì anh nách nhá. Không nách cái này làm sao? Làm nào? Sao? Bạn làm nào? Gì? Thích ăn. Thích ơi là. Không ngừng gây sự của tôi. Thích thì gây sự. Gây sự của tôi suốt chiều bây giờ ấy. Ông thích à? Ngồi ăn thì ông cũng gây sự. Ông ăn, ăn, ăn lượn. Không quay lại. Ừ, rùa. Rùa, rùa, không quay nữa. Thôi. Bác. Rùa, rùa. Các bạn ạ, Phúc Cú Cú rùa không ăn nữa, đi về rồi. Bây giờ chỉ còn tôi với Bình Gôn. Cố gắng lên Bình Gôn. Phúc không ăn nữa, Phúc nó ru rồi, lượn. Cảnh lắm. Yeah. Ăn được hết chỗ này, ông nào có đố ông Bình ăn hết chỗ này được. Cố đi, ăn hết cho 10.000. Gọi ông sư mua ra ăn hộ. Cố đi, ăn hết đi. Kém thế. Thôi làm một cuộc nha. Chết rồi. Cay quá. Đây các bạn ạ. Còn một đĩa to như vậy, ông nào cũng bỏ cuộc thì không biết mình ăn làm sao được. Đó, tí mình tìm cái đối thủ nào mà ăn được cay thì mình đưa cho họ ăn cùng. Thì cái này không nhận là cũng cay. So với mình ăn thì còn cay, nói chi là bọn trẻ. Mình ăn hết miếng này rồi các bạn nha. À, cái này nhanh ngớn, nó có phô mai. Nó là ngớn luôn nhưng mà rất là ngấy luôn các bạn. Tôi cứ từ từ ăn mấy miếng. Ăn được hột ớt. Nhìn này các bạn. Mấy miếng ớt ai mà không ăn được nhìn thấy đã sợ. Chứ chưa nói gì. Bọn mình nhá, mình gắp ở đây cũng có rồi. Thì ai họ ăn họ nhìn thấy ớt họ toán năn ra đây. Ngày đúng là một ngày mưa gió. Bây giờ này thì tạnh đẹp các bạn, nhưng mà nó muộn rồi đấy. Mà anh em mình chỉ quay clip ở nhà thôi các bạn. Nhiều ớt lắm. Đấy, nhưng mà đây mình đã bớt này rất là nhiều ớt rồi đây các bạn, nhưng mà vẫn cay. Đổ hết ra nọ tương ớt cả nữa. Kiếp Phúc Cú Cú thì ông chơi nọ tương ớt nữa. Vãi. Thôi hết rồi. Bây giờ mình sẽ bê đi mời mọi người nhá. Người nào ăn được cay thì mình mời thôi. Clip anh em mình xin tạm dừng từ đây nhé các bạn nhá.
Nếu các bạn thấy hay cho like share nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình nha các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.